Cơn mưa lớn vào chiều tối qua kết hợp với chiều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị ngập sâu trong nước như thế này. Giao thông bị ách tắc cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân và phương tiện tham gia giao thông. Quốc lộ 91 đoạn ngã tư Đèn Bốn Ngọn và đường Hà Hoàng Hổ, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe. Nhiều phương tiện giao thông rất vất vả khi lưu thông qua khu vực này. Có xe bị tắt máy do nước tràn vào động cơ. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của triều cường vùng hạ lưu sông dâng cao, kết hợp lũ thượng nguồn sông Mekong và mưa lớn nội vùng nên xảy ra ngập cục bộ một số vùng trũng thấp, ven sông, khu vực có nền đất thấp, khu vực không có hệ thống đê bao, cống xung yếu tại thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới và Phú Tân. Do đó, người dân nên chủ động ứng phó, phòng tránh. Không chỉ tại miền Tây mà mưa lớn cũng đã xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tuyến đường bị ngập vào thời điểm tan tầm. Các phương tiện di chuyển khó khăn, thậm chí bị nước cuốn trôi. Nặng nhất là tại thành phố Thủ Đức với các rốn ngập đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, đường Đỗ Xuân Hợp, đường Võ Văn Ngân. Do có địa hình dốc nên khi mưa dông lớn, nước từ các con hẻm đổ ra đường lớn tạo thành dòng chảy xiết cuốn trôi xe máy của người dân.